Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả biết bao, thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao về chiếc clip người mẹ bế con của mình đến quán cà phê võng, sau đó lẻn bỏ đi. Hình ảnh đứa bé nằm trên võng ngủ ngon lành và không thể nào biết trước được tương lai mình lại trở thành trẻ mồ côi. Hành vi ích kỷ và tàn nhẫn của người đàn bà ấy thật sự không thể nào chấp nhận được. Để hiểu rõ hơn về chi tiết câu chuyện, mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Bỏ rơi con là điều mà nhiều bà mẹ trẻ vẫn can tâm làm. Cho dù họ đang ở trong hoàn cảnh nào thì cũng đáng lên án. Bởi một đứa trẻ sơ sinh, những năm tháng đầu đời rất cần dòng sữa sự quan tâm, vỗ về của mẹ. Dẫu biết có người ở tình huống khó khăn, cùng quẫn, nhưng nếu bỏ rơi con chỉ vì nghĩ cho bản thân mình thật sự đáng lên án. Mới đây, cư dân mạng xôn xao với clip về một bà mẹ trẻ bế đứa con còn ẵm ngửa vào quán cà phê ven đường. Sau khi chủ quán lót võng cho em bé nằm, người mẹ đứng bên cạnh đưa võng một lúc. Chỉ trong ít phút, tranh thủ quán vắng, chủ quán không để ý, bà mẹ đã lẻn bước đi lúc nào không hay. Hình ảnh còn lại là chiếc võng vẫn đang đông đưa và em bé có lẽ đã đi vào giấc ngủ. Đó cũng là những giây phút cuối cùng em được nhìn thấy mẹ. Cho đến nay, chưa biết sự việc được ghi lại ở đâu hay danh tính người mẹ là ai. Nhưng cư dân mạng vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của đứa trẻ. Bởi xa mẹ là xa tình yêu thương, sự vỗ về, quan tâm và chăm sóc. Nhiều cư dân mạng cho rằng thật khó tha thứ cho người mẹ này. Nếu như không chăm sóc được con thì tốt nhất nên đừng sinh ra và sống phải có trách nhiệm với bản thân và chính đứa con mà mình mang nặng nẻ đau. Theo thông tin mới nhất mà cư dân mạng chia sẻ thì em bé đã được một gia đình khá giả nhận nuôi. Ai cũng hy vọng em bé sẽ có tương lai tốt đẹp và cha mẹ nuôi quan tâm chăm sóc để lớn khôn và trở thành người có ích, sống trách nhiệm với bản thân và xã hội. Cư dân mạng Thúy An bày tỏ, sao nỡ làm vậy cơ chứ? Ông bà chưa có chết cũng không bỏ con, có đi ăn xin cũng không bao giờ bỏ con. Vậy mà bọn trẻ ranh bây giờ, thất đức vô trách nhiệm, sống tùy hứng và quá ích kỷ. Thiếu đi tình mẫu tử con buồn lắm trời ơi. Không dám chấp nhận sự thật thì thôi từ đầu đừng có đẻ ra. Làm gì cũng trả nợ đời thôi, cư dân mạng Ngọc Anh chia sẻ. Không hiểu nổi, nhiều bà mẹ nghĩ đẻ xong rồi bỏ rơi con cái. Sau này mai mốt con lớn thành công rồi quay qua đòi con phải trả ơn. Nhưng thực chất bản thân có ra gì đâu, một cư dân mạng bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, do cháu bé đã được một gia đình ở địa phương đón về chăm sóc, nhận nuôi, nên đơn vị đã gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng vàng, quan tâm đến vụ việc và mong muốn giúp đỡ sẻ chia. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 1 tháng 9, Công an xã Văn Khê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc người dân phát hiện tại cổng nhà dân thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội. Có một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa. Bên cạnh có tã bông, khăn bông, bình sữa và mảnh giấy ghi dòng chữ. Do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không thể nuôi được con, mong nhờ cô dì chú bác nuôi giúp. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Văn Khê đã khẩn trương tới hiện trường cùng người dân đưa cháu bé vào trạm y tế Văn Khê kiểm tra sức khỏe chăm sóc. Qua kiểm tra, cháu bé là con gái, khoảng 20 ngày tuổi, nặng 3,8 kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Sau nhiều ngày tích cực chăm sóc, hiện cháu bé đã được chính quyền Công an xã Văn Khê hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho một gia đình ở xã Văn Khê nhận nuôi. Không chỉ riêng vụ việc trên mà mới đây, phía cơ quan báo đài cũng nhận được thông tin lại xuất hiện thêm một trường hợp. Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà ở Hà Nội, khiến cho ai nấy cũng phải đau lòng. Liên quan đến sự việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, mắc kẹt giữa hai tường nhà ở Hà Nội ngày 21 tháng 8. Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, sau 2 ngày tiến hành xác minh sàng lọc, đã xác định được mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, người mẹ của bé sơ sinh tên là Nguyễn Kim Hồng, 20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình. Hiện đang là sinh viên học năm thứ 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, lý do Hồng vứt con sau khi sinh vì có thai ngoài ý muốn, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình. Về thông tin trên mạng xã hội lại cho rằng người dân chứ không phải công an phá tường giải cứu cháu bé. Đại diện Công an huyện Gia Lâm cho rằng sự việc đã được đơn vị đưa những hình ảnh thông tin chi tiết đầy đủ, chính xác lên các trang thông tin của Công an thành phố Hà Nội. Trong sự việc này, người dân có hỗ trợ lực lượng chức năng giải cứu cháu bé. Khi lực lượng công an cứu hộ đến đã soi đèn vào khe tường để nắm tình hình. Điều này được chứng minh bằng những hình ảnh. Nếu không có lực lượng công an xuống thì có nhà dân nào chịu để phá tường, đại diện Công an huyện Gia Lâm nói. Tiếp đó, Công an huyện Gia Lâm cho biết, sau khi lực lượng công an cứu hộ tới hiện trường đã phối hợp với chính quyền thị trấn Trâu Quỳ đã phá tường đưa cháu bé ra ngoài. Sau đó, lực lượng cũng phối hợp đưa cháu bé tới Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Sau đó đưa tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Sanh Bôn.
chúng tôi đã tìm hiểu kỹ lại sự việc được dư luận phản ánh. Bước đầu chúng tôi mới nhận được báo cáo hình ảnh do anh em gửi về. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi phát hiện đã giải cứu thành công cháu bé. Cháu đã được cứu sống kịp thời và an toàn, vị đại diện thông tin. Trước đó, như báo Lao động đã đưa tin, khoảng 17h50 ngày 18 tháng 8, người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh bị mắc kẹt tại khe tường giữa hai ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm cùng công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tìm cách giải cứu cháu bé. Do khe tường quá hẹp, mọi người đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho cháu bé. Đến 18 giờ cùng ngày, mọi người đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn chăm sóc sức khỏe. Cháu bé sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa Gia Lâm và tiếp tục đưa lên bệnh viện đa khoa Sanh Bôn. Hiện cháu bé không sốt, tim đều rõ, phổi không khí đều hai bên, bụng mềm. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy hình ảnh siêu âm thớp bình thường, có rối loạn đông máu. Cháu được ủ ấm nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần và tiêm kháng sinh. Có thể thấy độ tuổi trung bình của phần lớn những người mẹ vứt bỏ hiện nay còn rất trẻ. Thậm chí có những em đang ở độ tuổi vị thành niên, cho thấy vấn đề nhận thức về giới tính, về việc tránh thai ngoài ý muốn là rất kém. Nhiều người ở độ tuổi vị thành niên, độ tuổi mới trưởng thành không được giáo dục về giới tính nên dễ dàng rơi vào tình trạng có thai ngoài ý muốn. Nhưng thay vì lựa chọn những giải pháp hợp lý thì lại lựa chọn việc nạo phá thai hay thậm chí sinh con ra rồi vứt bỏ, khiến cho tình trạng nạo phá thai của nước ta có tỷ lệ gia tăng một cách chóng mặt. Đây là hiện tượng xã hội nhức nhối và đáng buồn, bởi lẽ việc quan hệ tình dục là nhu cầu bình thường của mỗi con người. Tuy nhiên, một bộ phận bà mẹ trẻ không có trách nhiệm với hành vi của mình thì đây là hành vi đáng lên án. Tuy nhiên cũng có một số nguyên nhân khác dẫn đến hành vi này mà không xuất phát từ hoàn cảnh, mà nhiều người mẹ bỏ con vì còn trẻ, không muốn mang tiếng chưa chồng mà có con. Hoặc mẹ bỏ con vì giận chồng, giỏi người yêu để trả thù. Nhưng dù bất kỳ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì không thể bào chữa cho việc bỏ con mình đẻ ra. Đáng lẽ những người mẹ này phải là người chăm sóc, chở che yêu thương con mình nhất, nhưng họ lại có hành vi nhẫn tâm đáng lên án. Đối với những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn thì gia đình cũng cần quan tâm động viên chia sẻ để các em ổn định tâm lý, tránh có những hành vi tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng. Để hạn chế tình trạng trên, cần sự vào cuộc của các đoàn thể, các ngành chức năng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, pháp luật về dân số, bảo vệ trẻ em, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng là thanh thiếu niên, phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong việc giáo dục pháp luật cho các em. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.